Rồi, xin chào tất cả các bạn nữa nha. Hôm nay mình lên cho các bạn một con hàng độc đó các bạn. Hàng độc này nha, chứ không phải hàng bình thường các bạn. Con này thì mọi thứ đều ok hết nha. Nó có riêng một cái chút hàng độc nó như thế này. Đó là cặp mắt nó 300. 300 nha, mà rất là hung chim luôn. Con này đánh được trên núi. Thì con chim này mình đã nuôi nay nữa là 4 năm tháng lòng rồi các bạn, hơn 4 tháng lòng rồi. Đó. Con này thì nó đẹp từ trên xuống dưới nha. Bạn nhìn cặp mắt, nhìn cườm quy nó nè, mọi thứ nó đều ok hết. Cườm này. Mắt nè bạn, mắt 3 tròng nha các bạn. Hai con đều như nhau hết, dạng quy thì dày cẩm luôn. Nhặt đều. Cái có một cái khoảng trống trống đây, nó bị rụng cái cọng lông á, cái đó vài bữa nó mọc ra nghe. Đấy, bạn thấy nó hung cỡ đây không? Trời ơi, nó trừng. Cái bác ba chồng mà đứng ở trừng như thế này không? Con này thì gù, siêu gù. Gù rất là tốt luôn nha. Gù rất là tốt mà hung hăng chim, nước bài bản hết. Lên cho các bạn sưu tầm, để bạn nào có sưu tầm thì sưu tầm. Những con chim của mình thì những con chim mà nó không đạt chất lượng thì mình cũng để rỉ lại cho các bạn về nghi gáy chơi. Còn đối với những mà con chim mà chất lượng tốt hoàn hảo hết, mọi thứ đều ok hết thì sẽ dành cho một số bạn sưu tầm. Có thể về sưu tầm hàng độc là chơi mồi. Đó, những con này là rất là xứng đáng để anh em chơi mồi hoặc là sưu tầm hàng độc. 300 cặp mắt 300 khỏi miệng nó thở này. Bên đây cũng vậy đó, không hàng chìm lắm nha. Thấy dòng quy giữa bạn khiếp bây giờ đó. Bên đây cũng vậy, cặp mắt cũng vậy, 300 mà dòng quy khiếp luôn. Nói chung lâu lâu cũng phải lên cho các bạn một con đánh cấp VIP để các bạn sưu tầm thôi. Mỗi con chim thì nó có mỗi cái giá trị khác nhau nha các bạn, không có con nào giống con nào hết. Cái này mình xin nói với các bạn như vậy. Các bạn có muốn sưu tầm hạng độc thì giá cả nó sẽ nhích hơn một xíu. Đó. Còn bạn nào muốn một con chim bình thường thì nó sẽ có một cái giá cả nó rẻ dành cho các bạn chơi. Tại vì mình ở đây là mình là thợ đi bẫy chim, cũng là người mà về thuần chim và nuôi lên mồi để chia cho các bạn đó. Nên là những con chim độc đẹp, mọi thứ đều ok hết thì sẽ dành cho những người xứng đáng sở hữu. Không có mong khiếp. Vừa rồi cũng mới lên một con, nó cũng giống như con này, cũng bán về Tiền Giang ở xuôi dưới miền Tây. Con đó cũng là một con hung hình VIP luôn, cũng ngang ngửa với con này, nhưng mà con này nó là mắc 300, nó còn độc hơn con đó nữa. Đó. Như nhau hết à. Quy cườm đều đẹp từ trên xuống dưới. Con này thì đây xù xù đã có không, đuôi cát hơi ngắn nha, về nuôi tầm vài tháng là mọc lại hết, mà phải cái cánh cái đuôi nha. Đã chơi chim mồi là phải như vậy đó. Thử đã có không, phì phì phì. Con này nó kèm dây nha các bạn, nó kèm dây luôn đó nghe. Thường thường là kèm, là kèm một kèm hai thúc đổ nhịp xong gù, thúc gù nhịp xong gù, gù hai ba nhịp xong gù. Con này nó gù sạc 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 vậy đó, quá xứng đáng luôn. Rồi
Thôi mình xin dừng video nha. Bạn nào có sưu tầm hợp lý thì lấy về sưu tầm. Đục mình giơ tay qua đây, mình trừng qua đây nè, coi này. Hung hăng gốc, chim núi, chim rừng nó hung hăng lắm các bạn ơi. Chim miền núi mình là nó như vậy đó. Thôi đã gốc mà. Rồi. Thôi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha.